Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bình tĩnh
đáo đền. Phật thành gia lưu ân, thần giáng lưu phúc nghi, thiên xuân dài tràng thọ. Tiếu tai trương Nam Mô Hương Cung Giang Bồ Tát Ma Tát.
dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang minh chiêu từ trung ngã tích tăng cung giả kim ông hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương sa lan thanh gia hồi cùng có lệnh truyền ra đức ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư sinh vô bình đạo phạm nam thành đáo phạm nam thành mô binh đáo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi vốn nguyên xưa đôi bên tả hướng đủ mọi tay chờ đầu can qua văn thời giảng nước hoàng sa giang nước hoàng sa văn thời giang nước hoàng sa võ thời tha lược can qua ẩn bẩm đồng nhất tâm phật chủ quyết tiểu dẫu trương lược hàn tín ai qua khấn sai đội lệnh quốc gia không sai đời lãnh quốc gia sắp sắp chỉ nẻo đường hoa tức thì quân kéo đi đường đường chính chính cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau trên bộ đua nhau dưới thuyền trên bộ đua nhau uốn lưng lở núi lắc đầu cạn sông vét ngài ra hồ phong quán vũ quyết tên này đỏ vũ thu vân tuy ra lẫm liệt như thần lẫm liệt như thần uy ra lẫm liệt như thần nơi xa mến đức nghi nơi gần kiếp uy trong ngàn đã uy nghi cũng vậy khen tướng tài lừng lẫy bắc đồng bách quan hội nghị công đồng hội nghị công đồng bách quan hội nghị công đồng đừng ngoan người chính khi chớ dũng người tà dũng yêu ma đó là quỷ quái ấn giả la bắt tội không tha khai quang thất cơ diệu quang minh chiếu từ trong ngã tích tăng cung giả kim phụng hoàng thân cận thánh đế thiên trung vương
ca lăng tận giả ân từ bi lâm mẫn chúng sinh cô ngã kim đỉnh lễ dòng nhàn mà chiêu thiên tôn. Càn sát hóa bà, hai là thủy tộc, ba là sinh cư phép binh nghi gia hình chi tôi chém lấy đầu, đều nổi chém sông tài như mây tương giam hùng. Giá ngự uy linh ngốc về giá ngự uy linh, cứu cho đệ tử khang ninh an lành đức ông về gia uy hùng hổ cổ khắc thượng linh ấn gia uy phép thiêng hỏa tốc tăng trì thịnh bóng ngài về đồng nhân thịnh bóng ngài về đến đây giá ngự xá chi lòng thành luyện binh phù ra tay giúp nước thượng đầu đồng chấp quỷ sự tình ông về giá ngự uy linh có phép thần thông ngài về có phép thần thông ra tay cứu trợ nghiệm chấm phép màu chóc tà tinh nghi xiên lệnh lây dâu huyết nhà ngài chuẩn tấu ân ban trường sinh về cho nơi chữ trường sinh nghi chữ phú chữ quý các linh thọ trường về cho giúp mạnh kháng cự trần thế biết tay ra oai trần thế biết tay bực lên đồng tử cứu dây dương gian cứu cho đô đó bình an thank you.
cung nghinh tinh thần tam tứ phủ bái thỉnh. Đức ông Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương ta về giáng đền, giáng phủ, giáng phúc lươn, giáng ứng đầu đường Mộng Nguyễn ngày hôm nay phát truyền. Linh ứng ha. Dơ mì manh số cao ngày hôm nay bắc ghế đức ông ta ngồi, bắc ngôi đức ông ta ngự. Do vì lệnh rút nước ngày mùng 9 về tại đền Quan Hoàng 10 trấn phủ Nghệ An. Lệnh đã được, ta cho từ nay trở đi từ chi trở lại, ta cho cứu dân độ thế, cứu người khổ độ người mê, sát quỷ trừ tà ha. Nhị thứ, ta cho họ Lê họ Đặng ngày hôm nay nhất dạ mà nhất thiết mà nhất thành thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh tinh thần tam tứ phủ. Do vì kim nhật kim thời xuất ngoại Mỹ quốc lay đã được sở nguyện như ý sở cầu mà được tòng tâm về sáng tạ tinh thần lục bộ nhà Trần, tinh thần tam tứ phủ thiên địa trời đất. Ta cho từ nay trở đi từ chi trở lại, ta cho hướng hậu, ta cho yên căn yên số yên sổ thiên đình, trên theo thánh dưới theo đồng thầy để mãn quả tế bóng ha. Về sau ta cho chồng loan vợ phượng con cái mà thảo hiền phúc phụ mà được song toàn từ tôn mà được thành đạt. Ta cho hai bên đẻ buôn may công ty hưng thịnh hương long, lộc gần đem đến lộc xa đem về, chứng tâm cho chủ nhang đồng đền. Pháp sư hoan hỷ dâng sớ về các cung các cửa các tòa đức ông ta chuẩn sớ, chứng tâm cho cung văn đàn hay hát giỏi gió lét từng câu thính bóng. Đức ông ta về giáng đền giáng phủ giáng phúc lưu ân, giáng ứng đầu đồng họ Nguyễn ngày hôm nay phát truyền. Linh ứng ha, chứng tâm cho tay quỳnh tay quế làm đẹp gương, ông cũng ban công ông cũng ban thưởng ha. Cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, dân thôn bản hạt ở nơi đây già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, cơ cánh bản hội ngày hôm nay về đến Lăng Quan Hoàng 10 khi về tới gia tới bản khác lạ và chi thương ha. Hồi cùng đời chân thi mở mang Nam Hải đức ông để bàn dòng dõi kịp trì thanh giá. Hồi cùng hoa hải đường thần tiên dâng văn cô đệ nhất đi tức mạng đường thanh giá. Hồi cùng thân áp một nhà bông huệ là thân áp một nhà hiền vì cây ngọc nghĩ mặn mà lá xanh ý. Chốn thiên thành cô thường khấn ni vai ngậm mi lòng mi giờ lại ai nghĩ lòng dân chiêm bao phút thấy bộc thần sao sai đôi vị nghi phụ nhân ý mơ màng. Tan giấc quê phong loan sực nghi tình nghi đốt đi nhang nghi đốt nhang trầm một đỉnh nghi nghi dâng lên lâm dân bút ngọc còn in đồng đào nghe nơi vương cô
ý xuất hình ý. Quang thập cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tặng cung già kim phụng hoàng thân cần thánh đế thiên trung vương. Văn sướng dâng lên thượng lại văn sướng dâng lên cô về tô đôi phê biên rõ ràng phi cho đôi chữ trường sinh. We'll be right back.
ngắt một nhà hiền vì cây ngọc mi mặn mà lá xanh trốn thiên thành. Cô thường thì khấn đi vai chiếu từ trung ngã tích tặng cung giang kim phụng hoàng thân cận thánh đế thiên trung vương văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên cậu về tô đới phê biên rõ ràng phê cho đôi chữ trường sinh.
xuất chúng đại tài thánh tôn, xuất ni chúng đại tài văn thao nghi võ lược đáng trai anh hùng hy. Danh thơm tam mi cõi lấy lừng,
châu nghi tứ hải khắp minh vùng ai đa. Trên đời có một không hai thông nghi minh chính trực, nào ai dám bì trước tiên phong phất ngọ hồng kỳ. Bao dân hộ quốc quản di công lao thành gia hồi phục, làm chúa rừng xanh đi nối đời, làm chúa rừng xanh 36 động nga quyền hành trong tay. Ôi đệ nhị quyền thay chủ trưởng nga cai các phường non thương đi sơn trang.
chân đi vùng Đà Gia. Thấy quanh tầm dòng lan tích phúc mượn cửu làm tuốt nhục miền thân đi năm thần tháng bão sơ tuần. Thank you.
quang minh chiếu từ trung ngã tích tặng quốc gia kim bồng hoàng tân tập thánh chúa thiên trung đường. Hình tam tướng sơn trang đi các đồng đồng
đỗ trương, đỗ triệu, đỗ công, đỗ cường, đỗ dũng anh hùng thì ai đang đi
bệnh như không nghi loại thường. Ai mà không biết xua bà làm ăn buôn bán mọi đường lòng đong. Tiền tài thì đem đổ xuống sông, bệnh làm cho trứng đông đông mới nổi lên. Đêm ngày mê mẩn liên miên, nay thầy mai thương chẳng yên phận vàng, đem cho các quý được sâu sắc đời đời, đem cho các quý cho đời giàu sang. Sơn trồ
khiến các loài mông thú nghe theo sợ hồn. Ba ngọn suối rơi đều Tam đảo địa linh thanh nghi bạc xuống ngự cảnh thanh nhiên màu. Cửa đền phong nguyệt vô biên lâu lâu
cành đưa nhau bồng lai ung trúc lý thanh tam mọi thứ nở hoa cành lên thay điểm bà xa tiên xưa đời đời
nguyện lòng không gian đơn say nhất tâm hầu hạ một lòng hiếu trung bà đến vui hát ca giúp chúa về ngự vui sơ tại thấy một người khi khái khôn ngoan mâu phó cho phụng sự khói nhang ý trường sinh có nước tây màu ta ý bay nhảy dưới chân đèo suối đầy khúc hạnh vân nghe như gió dục mây vần
dục đi mấy vần, có cây mi xem cũng tần ngần đi khoe hoa. Có khách gần xa đu đầu bãi yết hỏi khách rằng, ai biết đi ai hay sơn lập rừng vắng số này. Sang nghiêng đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa.
đồng thầy con nhang khói phục thờ. 30 mùng một ngày 10 tiếng hôm giặt, 30 mùng một hôm giặt người tư. Khắp ban sắc chỉ công hầu
công hầu gia uy. Và
sai lôi ra đi quỷ cùng ngũ tà phách tan đi hồn siêu tôn quan vạn phép mi ai yêu tầy sông ngân cũng vượt bể dày cũng qua chúng nghi nam bắc cửu châu quy đầu vọng mãi nghi ông lớn độ cho quốc thái dân an khấn mô thường đế lệnh vua ban sổ sinh sổ tử liệt ninh hàng sâu phê đổ mọi bề tài kiêm chi văn võ trong bách thân nào có nhường này thành ra hồi cùng giám sát quảng cai trên ngàn giám sát quảng cai thành ra hồi cùng thoại quốc độc đình con vua thoại quốc nghi độc đình để tam thái tử giáng sinh đền rồng
nhan khai quang quốc cơ siêu quang minh chiếu từ trung ngã tích tặng cung giang kim phục hoàng thân cẩm thánh đi thiên trung vương ca lăng tâm giả âm từ bi lâm tăng chúng sinh cô ngã kim địch lễ dòng nhan phạm chiếu thiên tôn lại văn sứ dâng lên quan về tô đông về biên rõ ràng thì cho tôi chữ trường sinh
bề đông. Loan kiếm mưa tuôn giáp bạc hồng. Linh ấn vua phóng trừ giặc dữ, bốn biển lừng danh bóng vương ông. Trình giáng biên danh ngân lai lang, ánh vầng hồng soi dạng Nam Minh. Ngài con vua thủy quốc Đông Đình, đệ tam thái tử giáng sinh mỗi đêm rồng. Thank you.
nhan khai quang thập cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung già kim phục hoàng thân cận thánh đế thiên dung vương. Ca lắc tân giả tân tư bi lần bất trung sinh cô ngã kim định lễ dọc nhang phạm siêu thiên tôn. Tương lai văn sớ dâng lên quan về thủ đời phê biên rõ ràng khi cho đôi chữ trường sinh sớ trình chư Phật trình đức vua cha trình lên quốc mẫu ba tòa trường sinh phê cho đời chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh họ trường phê cho dũng mạnh khang cường trả nợ tào quan đệ tử con đi trả nợ tào quan ngài về tâu đối phê biên rõ ràng. long châu phúc dưới tam đầu cuốn
rồng. Sắc bạc phong ngài kiếp chi tam giới, hay chấp tà sắp quỷ chư tinh. Câu tôn quan vạn phép vạn linh, quyền ngài cai quản thiên minh tướng nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý. Sân già con được nhờ lúc bây giờ ra uy hùng hồ nương uy rời tế độ sinh nhân tung đồng ai nổi chân phong vân thương đồng bạn dâu cứu dân quan trừ tà. Cho buôn bán dọc đường tiền tài lư lóc bạc vàng ngày đề đá nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ phù đệ tử con phú quý được sang giàu bốn nguyện mạnh khỏe sống lâu nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bề. Oh,